Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm địa tướng tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo như thế là an trụ trong tâm vô lậu địa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Khi ấy chẳng thấy sở tu là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm địa tướng tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Khi ấy chẳng thấy sở tu là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, nghĩa là chẳng thấy ta có thể an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Khi ấy chẳng thấy sở an trụ là thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng tâm lìa tướng tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Khi ấy chẳng thấy sở tu là tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni như thế là an trụ trong tâm vô lậu địa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni. Khi ấy chẳng thấy sở tu là tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nghĩa là chẳng thấy ta có thể an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.
Khi ấy chẳng thấy sở an trụ, pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nghĩa là chẳng thấy ta có thể an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ như thế. Là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Khi ấy chẳng thấy sở an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng tu năm loại mắt sáu phép thần thông, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu năm loại mắt sáu phép thần thông, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, tu năm loại mắt sáu phép thần thông như thế, là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà tu năm loại mắt sáu phép thần thông. Khi ấy chẳng thấy sở tu là năm loại mắt sáu phép thần thông, lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu năm loại mắt sáu phép thần thông. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng tu 10 được Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng như thế, là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không ô nhiễm, không chấp trước, mà tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Khi ấy chẳng thấy sở tu là 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng tu Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, tu Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả như thế, là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không ô nhiễm, không chấp trước, mà tu Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả. Khi ấy chẳng thấy sở tu là Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu Đại Từ Đại Bi Đại Hỷ Đại Xả. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả như thế, là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Khi ấy chẳng thấy sở tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như thế, là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khi ấy chẳng thấy sở tu là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp.
Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng tâm lìa tướng dẫn phát 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, nghĩa là chẳng thấy ta có thể dẫn phát 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này dẫn phát 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc như thế, là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Khi ấy chẳng thấy sở dẫn phát là 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, ở trong tất cả Pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, làm sao có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh ngự, Bát Nhã Ba La Mật Đa? Làm sao có thể viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Làm sao có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện? Làm sao có thể viên mãn pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? Làm sao có thể viên mãn chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ? Làm sao có thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo? Làm sao có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Làm sao có thể viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Làm sao có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni? Làm sao có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông? Làm sao có thể viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng? Làm sao có thể viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả? Làm sao có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả? Làm sao có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Làm sao có thể viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng mà hành bố thí. Nếu các hữu tình cần ăn thì cho ăn, cần uống cho uống, cần y phục cho y phục, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần xe cộ cho xe cộ, cần tôi tớ cho tôi tớ, cần chân bảo cho chân bảo, cần của cải lúa gạo cho của cải lúa gạo, cần hương hoa cho hương hoa, cần nhà đất cho nhà đất, cần đồ trang sức cho đồ trang sức, cho đến tùy theo nhu cầu của họ về đồ dùng đều cho hết. Hoặc có người cần cái trong thân như đầu, mắt, tủy, não, da, thịt, lóng đốt, gân cốt, thân mạng cũng đều cho hết. Hoặc có người cần vật ngoài thân như là quốc thành, thê tử, quyến thuộc, thân yêu, các đồ trang sức cũng hoan hỉ cho hết. Trong khi bố thí như thế, giả sử có người đến trước chê trách: Này đại sĩ, cần gì làm việc bố thí vô ích này, bố thí như thế thì đời này đời sau bị nhiều khổ não. Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên tuy nghe lời ấy nhưng chẳng thối lui, chỉ nghĩ thế này: người ấy tuy đến chê trách ta nhưng ta chẳng nên sanh tâm lo buồn hối hận, ta sẽ dõng mãnh bố thí cho các hữu tình những tài vật mà họ cần, thân tâm không mệt mỏi. Đại Bồ Tát ấy đem phước bố thí này cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi bố thí và hồi hướng như thế, chẳng thấy tướng ấy, nghĩa là chẳng thấy ai cho, ai nhận, bố thí vật gì, đối với cái gì mà thí, do cái gì mà thí, vì cái gì mà thí, vì sao mà thí, cũng lại chẳng thấy ai năng hồi hướng về đâu, đối với cái gì mà hồi hướng, do cái gì mà hồi hướng, vì cái gì mà hồi hướng, tại sao hồi hướng, đối với tất cả sự vật như thế đều chẳng thấy, vì sao?
Vì các pháp như thế, hoặc do nội không nên không, hoặc do ngoại không nên không, hoặc do nội ngoại không nên không, hoặc do không không nên không, hoặc do không lớn nên không, hoặc do không thắng nghĩa nên không, hoặc do không hữu vi nên không, hoặc do không vô vi nên không, hoặc do không rốt ráo nên không, hoặc do không biên giới nên không, hoặc do không tản mạn nên không, hoặc do không đổi khác nên không, hoặc do không bản tánh nên không, hoặc do không tự tướng nên không, hoặc do không cộng tướng nên không, hoặc do tất cả pháp nên không, hoặc do không chẳng thể nắm bắt được nên không, hoặc do không không tánh nên không, hoặc do không không tánh